Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì như các bạn đang xem video, đây là cái phiên bản vỏ bao cát 1m2 mới nhất của mình. Thì các bạn biết đấy, các bạn mà muốn mua một bao cát và vỏ bao cát chất lượng mà phải là loại tốt mà giá cả là phải chăng ở trên thị trường bây giờ là rất chi là hiếm. Thì hiện tại thì bên mình đang sản xuất và Toàn sản xuất là đặt hàng riêng với xưởng may và Toàn trực tiếp đi mua ra. Tức là ra để làm bao cát á, phải ra loại tốt trực tiếp mình đi mua và mình mang tới xưởng may gia công, thành thử ra cái phiên bản mới nhất này là loại tốt nhất bây giờ. Mình có thể là ví nó như là một lớp da mà bằng hai lớp da. Giá cả vẫn không thay đổi nha các bạn. Và các bạn yên tâm về cái phần bao này, mình sẽ lát nữa mình sẽ đưa video sát hơn nữa cho các bạn xem. Và đặc biệt hơn nữa thì anh em biết đấy, cái vỏ bao 1m2 của bên mình này nó có nhiều cái đặc biệt hơn các thế hệ là phiên bản trước của mình. Tức là nó có một màu đen là rất chi nhìn rất chi là chắc. Và thứ hai nữa là nhìn nó rất bao cát nó rất chi là sang. Đấy. Bao cát của mình có in logo mới nhất là Kung Fu nhá, chứ nằm ngang này. Đấy. Phiên bản này là đường kính một khoảng 1m2 là đường kính 36. Bao này khi mà các bạn nhồi xong là lên tới 40 kg. Đấy. Mình nhồi vải là nặng 40 kg. Không biết là các bạn nhồi bằng cái gì, nhưng mà mình chỉ biết là mình khi mà nhồi xong bằng vải là 40 kg. Và bao này đặc biệt hơn một số những dòng bao khác là da của nó là dày 2mm. Da khác loại thường có một thôi mà da mình đợt này là dày gấp 2 lần là 2mm. Thành thử ra là các bạn thao hồ kéo nó không bị dán, thế là bao da là kéo dán. Thứ hai nó không bị bong chóc, các bạn có thể cào thoải mái, không bị bong chóc. Cái thứ ba nữa là về vấn đề treo là có dây xích treo chắc chắn. Đấy, dây xích treo chắc chắn. Rồi tiếp theo nữa về cái phần chỗ này á, phần may nút cho các bạn khúc này thì rất chi là chắc chắn. Đấy, đóng nút lại để cho cái quai này nó không bị đứt các bạn. Với cái lực mạnh như vậy các bạn đấm đá là cái quai này nó không bị nứt nha các bạn. Và các bạn yên tâm về cái sản phẩm của bên mình là không lên giá một chút xíu nào. Và đặc biệt các bạn mua vỏ bao bên mình thì các bạn có thể đặt hàng thêm về cái mút để mà các bạn nhồi bao cát. Các bạn nhìn vậy thôi nhưng mà bên trong là một lớp mút. Đây, bên trong là một lớp mút chứ không phải là bao cát này đã nhồi nha. Đây là một lớp mút, cho camera gần hơn nữa cho anh em xem. Đây, và quay vào bên trong cũng được. Quay vào bên trong. Hay quay một vòng bên trong. Đấy, các bạn xem này, cái da, rồi cho da một chút xíu, cái da đây. Cái da này, nhìn các bạn xem cái da này. Rất chi là dày này. Này, da này rất chi là dày này. Đây. Nó sát qua nó bị tối mất, đúng rồi. Đây. Da rất chi là dày và kéo thoải mái luôn. Đấy, kéo thoải mái luôn nha các bạn. Đây. Đây, rất chi là dày. Chắc chắn. Với một cái vỏ bao tốt như vậy mà giá mình báo giá là chỉ có 450.000. Giá của bên mình không bao giờ tăng giá lên. Đấy. Và anh em nào mà còn đặt thêm cái mút để mà nhồi bao cát cho bao cát nó, thứ nhất là nó tròn, nó đều. Thứ hai nữa là cái mút này á, với độ dày là 15mm. Cái mút của bên mình là độ dày là 15mm. Mút của các bạn mua trên thị trường đảm bảo các bạn không mua được. Bởi vì cái mút dày 15mm này chỉ đặt riêng với công ty người ta sẽ làm dày như vậy. Còn thường thường cái miếng mút mà cách nhiệt các bạn mua chỉ có dày là 5mm thôi chứ không đủ đến 15 đâu. Nếu mà bạn nào khéo mua biết lựa cái quán mà mua, tìm được cái quán mua chỉ 10mm chứ chưa được 15. Và tại sao là phải 15? Bởi vì mút mà càng mỏng, mút mà càng mỏng thì nó càng mềm. Mút phải càng dày, mút phải dày như vậy các bạn nhé. Mút phải dày như vậy thì nó mới cứng. Đấy. Thì mút nó mới cứng được, thì các bạn đấm đá mới có cảm giác là chắc bao và cảm giác là bao cứng nhưng mà nó vẫn có độ đàn hồi. Đấm vào mút ở bên trong nó lại đẩy ra, đấm vào nó lại đẩy ra. Đấy, anh thử ra bao cát của mình làm nó rất chi là đều và đẹp và tròn và đánh rất chi là sướng, nhiều người rất chi là hài lòng. Và bây giờ người ta cũng chưa nắm bắt được hết cái ưu điểm của cách mà nhồi tối ưu bao cát là như thế nào, làm sao để bao cát nó chắc, nó cứng chắc mà nó lại tròn. Cái đó là cả một vấn đề. Thành thử ra là anh em nào đặt bao cát với mình và vỏ bao cát thì sẽ được mình tư vấn kỹ lưỡng hơn để cho các bạn có thể tự nhồi bao cát tại nhà và vẫn được bao cát đẹp nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi
cái video này nếu các bạn đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn, Toàn sẽ để số điện thoại trên màn hình. Các bạn còn thắc mắc gì thì xuống phần mô tả dưới video nhé, có đường link vào website nhé các bạn, và Zalo và Facebook của mình nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.